Ôi giời, chào anh Dục Trường nhé, chào anh Dục Lai. Hello Trường, chào Trường. Sao Trung, Trung nói lại Trung. Ở bên đó anh chuẩn bị Tết đã lâu rồi, em thấy bảo hình như là vừa rồi thông qua rồi là Tết Nguyên Đán là được nghỉ ra không mà. À, có, cũng có nghe vụ đó đó, nhưng mà mình ở xa ngay chỗ mấy cái ổ đó thì mình không biết là bên đó nó như thế nào, chứ còn chỗ mình thì bình thường à, không có gì hết á. Người tất cả mọi người, em chào tất cả anh chị em trong nhà anh Thái Quang nha. Mọi người thì vẫn bình thường thôi, Trung thấy thí dụ như mấy người Việt Nam thì họ cũng đi vào chợ mua đồ rồi về chuẩn bị bánh mứt thịt thiết gì đồ vậy đó, rồi gì nữa ta, thì bình thường thôi à. Thí dụ như không biết là mấy cái chỗ mà cộng đồng người Việt đông á, ví dụ như mấy cái chỗ Cali rồi giống như Bonsa đồ đó, rồi ở Houston mấy cái trung tâm mà có nhiều người Việt á, thì không biết năm nay nó như thế nào. Thì theo Việt Rai biết chắc ăn luôn là người ta thì vẫn chợ búa nấu này nấu kia cho Tết cho ở nhà thôi, ở ngoài thì có nhiều khi mấy cái hội đoàn ở bên Bosa rồi nó tổ chức gì đó diễn hành hay đi đâu gì đó, tàu bè gì chạy trên đường bộ gì thì cái đó chắc có à. Thì còn chỗ chỗ mình thì chưa thấy gì. Chỗ em thì em ở xa cho nên nó bình thường à. Anh bảo năm nay bọn nó năm nay là Mỹ Việt Nam mà thay đổi quan hệ rồi. Nếu mà đi du hành thì bây giờ đóng tiền, đang nào cũng phải đóng tiền rồi thôi. Đi cho nó làm sao cho nó đúng với cái thuần phong mỹ tục con người Việt Nam chúng ta. Thế thì bảo nó là in mấy cái băng rôn, ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam con vinh này. Nó đang ngồi đi, bảo là nó lên hình ảnh nó đẹp không? Đúng rồi, đọc lên giá trai. Với cái vụ mà nghe anh bảo là bên Mỹ này nó kêu là Tết Việt Nam mình là một cái ngày gì đó, một cũng là một cái ngày gì của Mỹ chung luôn đó. Thì cái đó là cái năm đầu tiên, năm nay chắc cũng là cái năm lần đầu tiên nó có cái nó mới có cái luật đó. À, thì mình cũng chờ đợi coi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nói đúng ra thì càng ngày càng thấy giống như ngày hôm qua con gái mình nó đi học đại học ở trên kia, nó có gửi về cho mình một cái link, nó nói ba ơi, năm nay sao người ta có tổ chức Tết đây, Tết năm con rồng, mà cái chỗ này là Việt Rai coi á, vô coi á, thì mình thấy đa hình như là Mỹ á, nó giống như toàn là tiếng Mỹ không à, nó cái địa chỉ địa điểm rồi nói chung là cái này nó đưa lên cộng đồng mạng rồi, mà nói chung là cho bên những người Mỹ đồ luôn đó, không thấy một cái gì có liên quan dính líu tới người Việt Nam. Nhưng mà mình biết chắc là sẽ có những người Việt Nam ở đằng sau đó, họ tổ chức, họ hợp tác với nhau, họ tổ chức. Nhưng mà tổ chức cái chỗ này không phải là ở trong chỗ khu Việt Nam nữa, khu này khu Mỹ nữa mới ghê. Cho nên để là người Việt Nam chỉ đứng trên vai trò là tổ tư vấn thôi đúng không? Đúng rồi. Anh giống như họ đứng vô, họ hợp tác nhau với Mỹ để họ tổ chức một cái ngày này. Thì em nói để nếu mà sự thật như vậy, để em về em tìm hiểu coi thì Tết năm nay mình thả tới đó, mình nghiêu ngao thử coi, chạy xe cũng mấy tiếng á, nhưng mà không sao, cũng gần chỗ con gái nó đi học, cho nên tới đó sẵn chơi Tết với nó, với sẵn mình vô mình coi coi cái này là Mỹ chưa làm hay là Việt Nam làm. Mà em nhìn vô đó em không có thấy cái gì có chữ Việt Nam hay là cái gì hết. Tất cả mọi thứ mình nhìn vô mình cứ nghĩ là chỗ này là một cái chỗ của người Mỹ họ chơi vậy đó. Nhưng mà để coi làm sao. Từ từ mấy anh yên tâm đi, mẹ riết vậy nó dân Việt Nam mà riết từ từ nó tràn qua đây nó chiếm mẹ nó hết trơn rồi. Trước sau gì à đó. Nói em lại nhớ cái vụ hôm vừa rồi VinFast người ta mới ra mắt cái xe gọi là VinFast Wii á, cái xe bán tải á. Mấy thằng nó kêu cái xe này của Việt Nam là bằng thạch cao à,
Đúng rồi, rồi. Sau cái là mấy cái clip, mấy cái clip của người Mỹ người ta quay thì người ta lại đánh xe vào cái chỗ trưng bày, xong người ta đánh xe ra. Đúng rồi. Mẹ không biết mấy nó đầu óc sao ta. Đấy, bên đây nè. Nó cắn thế. Mình nói chuyện nó bị dại vậy không? Mình nói chuyện với cũng mấy thằng. Ủa, mấy xe gì ta? Xe mô hình hả? Mấy ảnh hay có cái câu là xe mô hình. Xe mô hình để đó thôi chứ còn đâu có chạy được đâu, mấy ông còn chờ lâu lắm. Mà người ta để người ta, thường thường mấy ảnh cứ nói là triển lãm á, là những cái xe đa số là để cái vỏ thôi, không có cái rùa. Tới chừng chiếc xe người ta ve tới ve luôn, mấy anh thấy chiếc xe nhúc nhích chạy được rồi, đủ quá, nó câm như hết luôn, nó bơ, nó im ru luôn. Cha nó thiệt đúng à. Cái đám tụi nó mắc cười lắm. Tụi nó ngộ lắm nha, nó hay nói trước. Ví dụ như cái chuyện nó chưa có gì gì hết là nó nhảy ra, nó hô hào, nó la làng rồi lên, nó hay nói trước là như vậy vậy á. Tụi nó sao nó ngu, sao người ta không chịu chờ. Rồi chừng nào nó xong xuôi việc đi rồi người ta hãy phán xét. Còn là nói trước không à. Cái chừng mà nó không phải sự thật như vậy cái là quê. Ngu thì thôi á. Nhưng mà tụi này nó đâu có biết quê đâu được ra. Nó không biết quê, nó đâu biết nhục là cái gì đâu. Tụi này là nó không biết quê, nó không biết nhục. Bây giờ bỏ cái câu này, bỏ cái câu này thôi nè, là mọi người đủ nhận định được cái thành phần nó như thế nào. Mọi người nhớ cái đoạn clip mà cái một cái thằng mà bao quay bao cẳng nào vào cái showroom mà hỏi về cái chiếc VinFast không, để cho ông xe ông giới thiệu đó. Rồi, nhớ rồi. Nó chất vấn cái ông xe đó, nó nói Việt Nam tuổi gì mà sản xuất được cái xe này. Nó mà phát biểu được câu đó thôi là đủ hiểu cái tụi bao quay sao lá này nó tới cái trình của nó tới cỡ nào rồi, nó được đạn thượng thừa rồi được ai thấy không? Nó lại bị hồn này cái chứ. Nam tủ gì vậy bị ai hết rồi hả? Bị ai hết rồi bị ai hả? Nó kêu là chưa sản xuất được cái ốc vít mà còn đòi làm xe. À. Trong cái hồi cái em vô em hỏi chứ, em hỏi cái xe Tesla nó sản xuất ở đâu thì thấy nó trả lời. Rồi iPhone đúng không? Rồi thậm chí là mua máy bay á. Thực ra thì mình nếu mà mình cứ chấp nhận với bọn này á thì không phải, nhưng mà qua đó thì mình cũng thấy vui. Vui ở chỗ là cái nó chống một cách nó điên cuồng mà nó ngu dốt như vậy thì mình có cái lợi thế thôi. Thôi thì nó cứ ở cái mức điểm 1-2 như vậy thì mình cũng yên lòng. Thả những người thông minh người ta có tư duy, có chiến lược, có kế hoạch, có này có kia để người ta chống nhà nước, chống dân tộc thì mình còn thấy lo. Cái mấy thành phần đó chống thì mình không lo lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những người nghe thì người ta sẽ tự đánh giá được mà. Người ta tự đánh giá được cái thành phần đó nó nằm mức nào. Có cái kèo này vui nè, có cái kèo này vui nè, để cho mọi người xem nè. Ở trong đó đấy. Khi mà ông ra đến Hà Nội thì ông về thì ông thấy như thế nào? Không, tôi không về được, ôi tôi ngay cả quay mà gần được ra ngoài được chưa? À mà tôi ở đó đấy, năm 1954 đó là ở được quyền trên công chúa gì vậy sao không quay được. Chợ hôm mà cái trời hôm cũng đi đi đâu một nó cũng không thấy đâu cả mà, nhà cửa thì, khi mà cái ông ra đến Hà Nội thì ông về ngay cái quê ông thích quá thà thôi để mở giọt thì cho mọi người xem nha. Khi mà cái ông ra đến Hà Nội thì ông về ngay cái quê của ông thì ông thấy như thế nào rồi? Sẽ không, tôi không về được, thôi tôi ngay cả cái nhà mà tôi ở đó đấy năm 1954 đó là ở đường quyền trên công chúa, tức là chợ hôm mà cái chợ hôm nó cũng đi đi đâu nó cũng không thấy đâu cả nhà cửa
xe sang sát là những cái cửa tiệm không, chứ không có cửa nhà cửa như ngày xưa. Như vậy thì ông có đến Hà Nội không con? Thế thì tôi đến Hà Nội, tôi ở ngay cái khu vực gọi là 36 phố Phường này, hàng đào hàng ngang mà này, thì không có còn cái gì cả, nhà nào nhà nó né chút xíu những cái khu quẹt. Mà ở trong đó đấy thì nhà nào cứ xây lên cứng lên rồi là tôi thấy cao nhất là 7 tầng, bây giờ 1 tầng, 2 tầng, nơi nào cũng có một chút xíu tiền, có 2-3 ngàn đô la thôi, không thể xây được một căn nhà. Dạ, 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 dạ. Thế gì kìa tôi bố cậu xanh giờ dơ được rồi. Dạ, 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 nghe em. Là ổng đang nói là ở bên đây á, đúng không? Đâu, đâu, ổng là Việt Kiều Mỹ, tức là lâu lắm rồi ông chưa về Việt Nam. Ông về ông thăm lại phố cổ á, thì ông đó bây giờ phố cổ thay đổi hết rồi, lạ lắm. Nhà thì nhỏ như cái hộp quẹt vậy á. Nhà nó nhỏ như cái hộp quẹt vậy á. Có nhà xây cao á thì 7 tầng, có nhà xây vừa thì 2-3 tầng, thấy không? 2-3 tầng. Nhưng mà tầm như ổng á, nó chỉ cần bỏ 2 hoặc 3 ngàn đô là xây được căn nhà rồi. Vậy không? Ra thấy hợp lý không? 3 ngàn đô, bây giờ cho maximum đi. Ông nói là tầm ông có từ 2 tới 3 ngàn đô đã xây được căn nhà. Thì bây giờ cho ổng là 3 ngàn, cho khuyến mãi cho ổng thêm 500 lô nữa là 3.500 lô xây được căn nhà. Thì theo Việt Rai xây được không? Ở phố cổ nha, xây ở phố cổ nha, chứ không phải là xây ở đâu nha. Vậy chưa? Ủa sao im luôn hết trơn hả? Ủa anh nghe không? Anh Thái Quang nghe không? Nghe. Nghe Việt Rai, mà Việt Rai với lại Trung nghe nói không? Có không? Có không hả? Nghe anh, nghe. Gì đó? Đó là cái người nè. Mất tiếng rồi. Mất tiếng Việt Rai à? Như cái âm thanh, như cái internet nó hơi kém nè. Cái này có nghĩa là cái ông này ông về Việt Nam, có nghĩa là ông cái clip này em chứ ông có xem rồi thì em chỉ cười thôi. Vì sao? Bởi vì như này nè, bây giờ ông thuê cái nhà mà ông có đất rồi nha. Tôi nói vấn đề ông mua đất mà ông có đất rồi, ông chỉ xây cái nhà thôi, mà ông ở nhà mấy tầng mà ông xây 3.000 mà ông xây như thế đó. Thì tin thưa rồi, như ở Việt Nam bây giờ người ta xây mã tới hơn 3.000 người đi nó xây nhà 3.000 người nó khoảng 7.000 đúng không? Xây cái gì đấy? Ông nói thẳng ra là nhiều anh ấy anh còn cứ nghĩ là như kiểu người Việt Nam là từ những năm 60-70 anh vác 3.000 về đây mà anh xây nhà như cái nhà em kia xây rồi là cấp 4 lần kia thôi mà cũng đã cảm gần 1 tỷ bạc rồi, mà ông kêu 3.000 ông về ông còn xây cái nhà mấy tầng. Ông thử coi cái tiền công của những người thợ chính ở Việt Nam bây giờ mà xây mà tay nghề em không biết bao tiền ngày không? Lỗi cho nhiều khi nói ra em có thể nói ra thì mình mang tiếng nó kỳ thị quá. Thế nhưng mà ông hiểu ra hộ này nó sang Mỹ đâu, không tiến bộ nó được tí nào nhá. Cái tư duy nó chỉ nằm ở cái khúc đó. Nó cứ nghĩ Việt Nam mình là như vậy thôi, hay là nó nghĩ được tiền đô nó có giá trị lắm hay sao? Đúng, quy đổi ra tiền Việt thì có giá trị, chúng ta thì hiểu là Việt Nam ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với việc là các thứ giá cả nó phải lên chứ. Cái ông làm cái kiểu Việt Nam hồi những năm 60 mà ông kêu ông vác 3.000 đô về ông xây cái nhà mấy tầng ở Việt Nam không bị xây ở đâu. Ông bây giờ ông có lên núi ông xây cũng có cái giá đó thì mình nói. Như nhà em kia. Anh họ Việt không? Nhà cấp anh họ Việt Rai này là Việt Rai. Việt Rai mỗi lần về Việt Nam á, cái tiền vé máy bay á, để Việt Nam mua vé máy bay mà gọi là cho là khứ hồi luôn đi. Là từ Mỹ về Việt Nam, rồi từ Việt Nam về Mỹ thì hết nhiêu tiền? Trên dưới 1.500 anh. À. Ví dụ như ví dụ như giờ em phải và em bay 2 chuyến đi, thường thường vé của em ví dụ như 1.500. Thì mấy đợt vừa rồi mà vụ tăng nè, ồ mà trên 2.000 luôn. 2.000 mấy. Dạ. Bởi vậy đâu á, chúng ta thấy rõ ràng là gì? Những thành phần này á, thực
thật sự đó anh cũng đồng ý với Trung, bây giờ khi họ nói ra mà mình phản ứng lại á thì nhiều khi họ cho rằng là mình thế này thế nọ và mang tiếng là miệt thị họ, nhưng mà thấy khi họ phát biểu ra thôi là thấy họ ngu si giống như cái đợt có hồi lâu rồi có cái clip nào cũng mấy tay già già này nè ngồi lên mà gọi là tuyên truyền cho mấy bé con hết chung là cái gì à? Đúng rồi là cái gì nhớ rồi đó là cái vụ gì đất ở ngoài sông Hồng á, đất ở ngoài sông Hồng á là để bồi thường lấy đất thì dân xong bồi thường lại cho dân là cái số tiền á, số tiền bồi thường lại đất cho dân không đủ tiền mua một que kem để ăn. Rồi tới bây giờ ông này nó xây căn nhà 2-3 ngàn đô là xây được căn nhà lại nó lại thiệt, mà thường là thường cái trường hợp này đúng và móc vô những người lớn tuổi luôn mà, bởi vậy Hoàng Nguyên nó đúng nè, bởi vì có một thực tế á, một số không ít những người Mỹ gốc Việt hiện nay á họ luôn mang cái tư duy á Việt Nam còn gì đó là rất là lạc hậu, mặc dù bây giờ cái thời đại công nghệ thông tin nó rất là bao trùm rồi, tức là mọi thông tin gì họ đều biết hết rồi, cho nên suy cho cùng á là chính họ đang lừa dối cho bản thân họ, đang lừa dối bản thân là từ bây giờ họ lừa được ai? Anh Thái Quang với Trung có biết bây giờ phong trào bây giờ là cái gì không? Phong trào bây giờ những người mà khoảng chừng từ 5-10 năm về trước cho tới bây giờ, những người già mà về Việt Nam để dưỡng già đó là em không nói nha, bây giờ em nói những cái người trẻ nè. Ô mà phong trào bây giờ cái đám trẻ nó về Việt Nam nó ở đông dã man luôn á. Dạ luôn hả? Nó về bên đó nó ở, không phải là cái kiểu, không phải là ở mà cái kiểu mà ở luôn hay này kia, nó cũng vẫn đi qua đi lại, anh hiểu không? Ví dụ nó vài năm nó cũng qua đây chẳng hạn cho giấy tờ hay cái gì đó. Nhưng mà ý em nói là bây giờ dạng như là bây giờ giống như em đi, em ví dụ đi, má bên này nó làm ăn mà nó làm tiền vô tay phải tay trái tiền ra rồi qua kiểu vậy đó, nó chán quá rồi nó đi về Việt Nam, nó thấy bây giờ Việt Nam phát triển cuộc sống vậy dễ sống quá, nó cuốn gói nó về Việt Nam rất là nhiều nha, em để em thấy nhiều lắm đó, cái chỗ em ở cũng có nữa nè. Ô mà tuổi trẻ trẻ đó qua bên đây từ nhỏ đi học đàng hoàng lớn lên. Ô mà tại vì bây giờ tại bên Mỹ á, anh biết sao không, so sánh ra bây giờ á, em nói hiện tại bây giờ luôn nè, cái đồng tiền bên Mỹ anh làm ra nhưng mà nó bị lạm phát nhiều quá đi, nó lạm phát quá cao cho nên cái đồng tiền làm rất là nhiều, tiền lương á thì không có tăng mà chỉ có lạm phát nó tăng, rồi họ làm nhiều quá, chi phí nhiều quá, riết nó đuối đó, nó quải à. Mà trong khi đó Việt Nam á, mà về Việt Nam làm á thì lạm phát nó không có tăng đó, cho nên cái tiền đô nó có vẫn có giá xài ok good hơn là ở bên Mỹ. Thì cái đám mà nó có học vấn á, nó có ăn học đồ này kia, anh biết không, nó về nó làm những cái công việc mà giống như là online, ví dụ như nó chỉ cần ôm cái laptop thôi, nó làm cho một công ty nào đó, nhưng mà nó ôm cái máy vi tính thôi là nó bất cứ chỗ nào nó cũng làm việc được. Ồ mà nó về Việt Nam nó ở nhưng mà nó vẫn lãnh lương tiền của cái công ty đó ở bên Mỹ, bên Tây, bên cái con khỉ gì đó, người ta trả lương đó, người ta trả thẳng vô cái tài khoản đó luôn, thì nó ở tại Việt Nam. Thấy khỏe không? Đó là em nói là cái nhóm đó là cái nhóm mà tụi trẻ mà có công ăn việc làm, có ăn học rồi nha, làm những cái nghề mà ngon á. Đó, bây giờ nó kéo nhau về Việt Nam. Mà không những là Việt Nam nữa mà mấy cái thằng Tây Long cũng chơi chiêu đó luôn. Đúng rồi. Em là như thế này, đó là em lên live cũng hơi lâu rồi. Trước khi xuống thì em rất mong muốn là có thể tìm hiểu được cái ông chú này xem là ông tên gì và ông ở đâu, để nếu mà có thể là em nhắn cho ông. Đó là qua hy vọng qua cái live này là có cái lời nhắn cho ông chú là có cái cách nào đó thì chỉ
cho bà Khánh Ly bà về bà mua lại cái nhà bà ngày xưa như trăm mười sáu đâu. Đâu nó tính triệu đô không à? Đó là ấy nha. Nó chưa phải là cái khu gọi là phố cổ gọi là ấy đâu. Phố cổ mà thuộc dạng là đất đỏ mà dạng như kiểu cần bảo tồn đâu nha. Đó thì coi nếu mà 3.000 đô xây được cái nhà mấy tầng thì coi bảo bà Khánh Ly bà cách nào đó bà về bà mua lại cái nhà ngày xưa bà bán. Bữa bà ra bà sờ sờ xuống nhà. Giờ tiền mẹ nó mà mua. Cái chỗ đó giờ tiền nó tính 1 triệu đô tiền đâu mà mua. Không có mà có bán xương tủy giờ còn bán thì cũng mua chứ ở đó mà. Mấy nghìn xây cái nhà thực ra mình nói là kêu là kỳ thị hay là mình coi thường nhưng mà đúng thiệt cũng không hiểu sao. Cái sao nghĩ là chúng ta có tất cả mà có mối tư duy thì cũng có. Thế nó tự cực. Đã nói cho nó đỡ quê thôi Trung ơi. Đa số là vậy. Xin phép chào anh Thái Quang, anh người ta với cô chú anh chị nha. Em cũng tiếp một xíu. Rồi, chào Trung. Ok Trung. Cảm ơn Trung rất là nhiều. Đó. Nhưng mà ý mình mắc cười đây là Việt Nam phải không?